Chào các con học sinh lớp 4, cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con thân mến, hôm nay cô hướng dẫn các con làm một bài kiểm tra môn tiếng Việt giữa học kỳ 1. Các con lưu ý, đây là đề để các con tham khảo. Nếu thấy hay, các con bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Đề kiểm tra môn tiếng Việt giữa kỳ 1 lớp 4. Đề bài gồm 2 phần, A lớn kiểm tra đọc và B lớn kiểm tra viết. Phần A lớn kiểm tra đọc, chúng ta có 2 phần, 1 lớn là đọc thành tiếng và 2 lớn là kiểm tra đọc hiểu. Phần 1 lớn đọc thành tiếng thì các con sẽ bốc thăm đọc một đoạn khoảng 90 tiếng trên 1 phút và trả lời câu hỏi một trong các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9, sách tiếng Việt 4 tập 1. Phần 2 lớn, kiểm tra đọc hiểu. Các con đọc thầm bài, chậm và nhanh. Sang học kỳ mới, cô giáo góp ý với lớp nên lập ra những đôi bạn cùng tiến. Dũng nhìn Minh, nhìn lại bản nhận xét. Ở đó, thật ít lời khen. Dũng biết, Minh đã cố gắng rất nhiều. Mẹ nói, ngày bé, Minh bị một tai nạn, cánh tay phải của cậu bị ảnh hưởng. Vì vậy, Minh không được nhanh nhẹn như bạn bè. Chậm đâu phải lúc nào cũng không tốt. Nhai chậm để nghiền kỹ thức ăn. Đi chậm để tránh những tai nạn đáng tiếc. Bạn chậm thì mình phải giúp bạn để bạn tiến bộ hơn chứ. Dũng thầm nghĩ. Các bạn trong lớp đang nhao nhao chọn bạn cho mình. Dũng giơ tay. Em xin được học cùng với bạn Minh. Không riêng gì Minh, cả lớp lẫn cô giáo đều nhìn Dũng. Dũng nói, mẹ em nói nhanh ẩu đoảng, làm gì cũng mau mau chóng chóng cho xong. Em mong được bạn Minh giúp em chậm lại. Cho đến lúc về, đôi lần Dũng thấy Minh đang lén nhìn mình, đột nhiên cậu ta lên tiếng. Cảm ơn cậu, sao cậu lại cảm ơn tớ? Vì cậu đã chọn tớ, tớ cứ nghĩ sẽ không ai chịu học với tớ. Dũng cười. Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng chứ, vì cậu đã cho tớ cơ hội được giúp đỡ người bạn tớ yêu quý. Nhìn Minh đỏ mặt, Dũng thấy buồn cười. Chiều nay, Dũng sẽ xin bố bộ cờ vua, nghe nói mình rất thích chơi cờ vua. Theo những hạt giống tâm hồn. Như vậy, chúng mình vừa đọc thầm đoạn văn chậm và nhanh. Bây giờ chúng mình làm theo yêu cầu của bài tập. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 1. Minh là một cậu bé như thế nào? A. Không nhanh nhẹn, có nhiều hạn chế. B. Rất hiền lành và chăm chỉ học hành. C. Học giỏi và có nhiều điểm mạnh. Để trả lời được câu 1, chúng mình đọc thầm lại toàn bộ bài. Minh là một cậu bé như thế nào? A. Minh là một cậu bé không nhanh nhẹn, có nhiều hạn chế. Đó là đáp án A. Chúng ta khoanh tròn chữ cái A. Câu 2. Vì lý do nào Dũng xin được học cùng Minh? A. Vì mẹ Dũng muốn Dũng giúp đỡ Minh. B. Vì Dũng nghĩ giúp Minh sẽ được cùng bạn chơi cờ vua. C. Vì Dũng nghĩ rằng chậm chưa hẳn là không tốt. Bạn chậm thì mình phải giúp đỡ bạn tiến bộ. A. Lý do khiến Dũng xin được học cùng Minh là Dũng nghĩ rằng chậm chưa hẳn là không tốt. Bạn chậm thì mình phải giúp đỡ bạn tiến bộ. Đó là đáp án C. Chúng mình khoanh tròn chữ cái C. Câu 3. Dũng giải thích với cô và các bạn vì sao mình chọn học cùng Minh. A. Nhà của Minh và Dũng gần nhau. B. Minh và Dũng rất thân nhau. C. Dũng mong được Minh giúp Dũng chậm lại. À, Dũng giải thích với cô và các bạn vì sao mình chọn học cùng Minh. Dũng đã gì nhỉ? Dũng mong được Minh giúp Dũng chậm lại. Đó là đáp án C. Chúng ta khoanh tròn chữ cái C. Câu 4. Nếu chọn bạn để kết thành đôi bạn cùng tiến, em sẽ chọn một bạn như thế nào? Vì sao? Để trả lời được câu hỏi này, thì mỗi em
chúng ta có một câu trả lời theo ý kiến riêng của mình. Các con lưu ý chúng mình sẽ tập trung vào các mặt như là học tập hay là về đạo đức hoặc là địa bàn dân cư mà các con ở ở nhà có gần nhau không? Cô giáo lấy ví dụ như thế này. Em chọn bạn học khá, giỏi vì bạn có thể hướng dẫn em giải các bài toán khó, viết câu văn hay hơn hoặc là hướng dẫn bạn viết hoặc là giúp em viết chữ đẹp hơn chẳng hạn. Hay là ví dụ khác, em chọn một bạn ở gần nhà em vì ở gần em có thể tới nhà bạn để học nhóm. Cô giáo có lấy ví dụ 2. Em chọn bạn học khá. Học giỏi, học khá, giỏi. Vì bạn có thể hướng dẫn em. Giải các bài toán khó. Đấy, giải các bài toán khó. Hoặc là gì? Đấy, em chọn bạn học khá giỏi vì bạn có thể hướng dẫn em giải các bài toán khó. Câu 5, gạch dưới từ dùng chưa đúng trong các câu sau và tìm từ có tiếng tự thay thế cho phù hợp. Câu A, bác rất tự trọng khi phát biểu trước lớp. Ở đây chúng ta thấy trong câu bác rất tự trọng khi phát biểu trước lớp thì dùng từ tự trọng phải không là sai, phải không? Chưa đúng. Chúng ta có thể thay thế từ tự trọng bằng từ tự tin, phải không? Bác rất tự tin khi phát biểu trước lớp. Như vậy cô giáo thay thế bằng từ tự tin. Câu B, chúng ta tự mãn vì lịch sử chống giặc ngoại xâm vô cùng oanh liệt của cha ông. Trong câu đã dùng từ tự mãn, chúng ta tự mãn vì lịch sử chống giặc ngoại xâm. Như vậy cái từ tự mãn là không đúng với cái với câu. Như vậy chúng ta phải thay thế từ tự mãn bằng tự hào. Chúng ta tự hào vì lịch sử chống giặc ngoại xâm vô cùng oanh liệt của cha ông. Từ thay thế là tự hào. Câu 6, nối câu có dùng dấu ngoặc kép ở cột bên trái với ô nêu đúng tác dụng của dấu ngoặc kép ở cột bên phải. Ở câu 6 có 2 cột, cột bên trái là câu, cột bên phải là tác dụng của dấu ngoặc kép trong câu. Ở cột bên trái có 2 câu, chúng ta sẽ nối từng câu một với ý A hoặc ý B ở cột bên phải. Câu 1, Hà là ca sĩ nhí của lớp tôi. Trong câu có từ ca sĩ trong dấu ngoặc kép. Ca từ ca sĩ trong dấu ngoặc kép này đánh dấu từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt. Như vậy ta nối câu 1 với ý B. Câu 1 với ý B. Câu 2, mẹ nói, con học giỏi, chăm ngoan là món quà lớn nhất đối với mẹ rồi. Như vậy cái từ con học giỏi, chăm ngoan là món quà lớn nhất đối với mẹ rồi, đây là câu nói của mẹ, phải không? Trích dẫn lời nói trực tiếp của mẹ. Như vậy chúng ta nối câu 2 với ý A. Câu 7, tìm danh từ trong câu Dũng biết Minh đã rất cố gắng. Trong câu Dũng biết Minh đã rất cố gắng, các con tìm danh từ. Ở đây chúng ta thì có 2 danh từ riêng là tên riêng Dũng và Minh.
Như vậy, danh từ trong câu là Dũng, Minh. Câu 8. Tìm hai từ phức, một từ láy, một từ ghép, chứa mỗi tiếng sau và ghi lại vào ô trống. Ở câu 8, người ta chia làm 3 cột. Cột thứ nhất là tiếng, tiếng vui và tiếng thắng. Cột thứ hai chúng ta sẽ tìm từ ghép. Đấy, từ ghép có tiếng vui và tiếng thắng. Rồi từ láy cũng có tiếng vui và tiếng thắng. Như vậy tìm hai từ phức, tức là một từ ghép và một từ láy để chúng ta viết vào từng cột này. Đầu tiên, tiếng vui. Chúng ta tìm được các từ ghép có tiếng vui, ví dụ như là vui mắt, vui thích hay là vui tai. Cô giáo có từ thứ nhất là vui mắt. Một từ láy, một từ ghép. Từ láy có tiếng vui, ví dụ như là vui vẻ hay là vui vầy hoặc là vui vui. Vui vẻ. Tiếp chúng ta tìm từ ghép và từ láy có tiếng thắng. Ví dụ như là có tiếng thẳng. Ví dụ như là thẳng tính, thẳng băng hay là ngay thẳng. Như vậy cô giáo có từ ngay thẳng. Ngay thẳng là từ ghép. Tiếp tục, từ láy có tiếng thẳng. Ví dụ như là thẳng thắn hay là thẳng thừng. Thẳng thắn. Tiếp tục, chúng ta sang câu 9. Câu 9. Chọn từ ngữ trong hoặc đơn, điền vào chỗ trống cho thích hợp. Chú ý viết hoa lại cho đúng. Các từ trong hoặc đơn đó là từ Amazon, Bắc Kinh. Chúng ta chọn từ Amazon hoặc là Bắc Kinh, viết vào chỗ chấm của hai dòng. Dòng A, thủ đô của Trung Quốc là chấm chấm. B, dòng sông lớn chảy qua Brazil là. Như chúng ta đã biết, thủ đô của Trung Quốc là Bắc Kinh. Đó, chúng ta chọn từ Bắc Kinh. Và Bắc Kinh ở đây viết chưa đúng danh từ riêng. Chúng ta phải viết hoa là viết hoa tiếng Bắc và tiếng Kinh. Âm bờ và âm ca. B. Dòng sông lớn chảy qua Brazil là dòng sông Amazon. Là Amazon. Bắc Kinh là tiếng phiên âm tiếng Hán. Thủ đô Bắc Kinh chúng ta viết phiên âm tiếng Hán giống như là viết hoa danh từ riêng của Việt Nam. Còn dòng sông lớn chảy qua Brazil là Amazon, dòng sông Amazon. Amazon là tiếng nước ngoài thì chúng ta chỉ viết chữ cái đầu bộ phận là tiếng A, chữ A. Và giữa các tiếng chúng ta có dấu gạch nối. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần B lớn, kiểm tra viết. Ở phần kiểm tra viết có chính tả và tập làm văn. Phần 1 lớn, chính tả. Chúng ta sẽ viết chính tả, nghe viết. Trong khoảng 15 phút, bài viết Những hạt thóc giống, sách tiếng Việt 4, tập 1, trang 46. Các con sẽ viết đoạn từ lúc ấy đến ông vua Hiền Minh. Phần 2 lớn, tập làm văn, đề bài. Viết một bức thư gửi một người bạn ở trường khác để hỏi thăm và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay. Như vậy, đề bài là thể loại văn viết thư. Cô giáo có dàn ý của bài văn như sau. Dàn ý. Bài văn viết thư gồm 3 phần. Phần đầu thư, phần chính thư và phần cuối thư. Phần đầu thư thì các con phải viết được nơi viết, ngày tháng năm và lời chào xưng hô.
Phần 2 là phần chính của bức thư. Thứ nhất, phải nêu được mục đích, lý do viết thư. Thứ hai là thăm hỏi tình hình của người nhận thư. Thứ ba là kể cho bạn nghe về tình hình học tập của mình. Và tiếp theo là nêu ý kiến trao đổi với người nhận thư. Và phần 3 là phần cuối thư. Chúng ta phải viết được lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn. Rồi chữ ký tên, chữ ký tên và họ, họ tên của mình, của người viết thư. Bức thư gửi một người bạn ở trường khác để hỏi thăm và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay. Thì cô đã có một bài văn trên kênh dạy học tiểu học, dạy con học tiểu học. Mời các con tham khảo nhé. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các con làm một bài kiểm tra môn tiếng Việt giữa học kỳ 1. Cô chúc các con làm bài tốt trong kỳ thi tới. Cô chào các con.